Xin chào cả nhà. Lúc này thời tiết nắng nóng quá cho nên hôm nay mình nấu cái món chè đậu xanh. Chè đậu xanh mình kết hợp cùng với lại bí xanh nè và đường phèn. Mình không có sử dụng nước cốt dừa nhưng mà mình sử dụng bằng cái nước dừa tươi đó cả nhà. Dừa tươi thì nó có cái cơm hơi dày dày ha, và mình dùng cái cơm dừa đó đó. Mình sắc mỏng mỏng mình để vào trong chè nè, khi mình ăn chúng thì nó cũng rất là ngon và nó cũng có cái vị béo béo á cả nhà. Đây là cái tô chè mình mới vừa nấu xong. Thì mình nấu xong như thế này á, mình thích ăn nóng thì cũng được, còn không thì mình để vào trong ngăn mát của tủ lạnh đó cả nhà. Mà tốt nhất là mình nên để vào trong ngăn mát của tủ lạnh á, thì khi cái chè nó lạnh lại nó sẽ giúp cho mình ngon miệng hơn nè, mát mẻ hơn nữa. Thì mình kết hợp là đậu xanh hạt nè và bí xanh rồi đường phèn, những cái vị nó kết hợp lại á, thì nó làm cho mình mát mẻ và dễ chịu hơn ha. Thôi không để cả nhà chờ lâu nữa, nếu ai yêu thích cái món chè đậu xanh của mình thì hãy cùng mình vào bếp để thực hiện cái món này hết cả nhà ha. Về phần nguyên liệu thì ở đây mình có 200 g đậu xanh hạt là cả nhà. Thì mình đã ngâm nước để cho nó mềm ra rồi để mình nấu cho nó nhanh ha. Ở đây mình có nửa ký đường phèn, do ở nhà mình không có cái đường phèn nhuyễn á cho nên là mình sử dụng cái đường phèn cục này luôn. Mình có thể cà nó ra cho nó nhuyễn hoặc là mình để sớm chút thì nó cũng tan ha. Ở đây mình có để thêm một ít bột khoai với lại bột bán nè. Mình cũng đã ngâm sẵn để cho nó mềm mà để khi nấu cho nó nhanh á. Cái này thì mình thích thì mình để, mình không thích thì mình không để cũng cũng được ha cả nhà ha. Mình chỉ cần nấu đậu xanh với lại bí là ngon rồi. Ở đây thì mình có một cái trái bí bí xanh nè. Bí này nó non á, mình nấu ăn nó sẽ mát hơn. Ở đây thì mình có sử dụng cái dừa tươi, nhưng mà cái dừa tươi ấy là mình sử dụng cái loại dừa nó hơi già một chút, để lát mình lấy cái cơm dừa mình sắc mình bỏ vào trong chè ăn cho nó ngon ha. Mình chuẩn bị sẵn là 3 trái dừa. Bây giờ trước tiên thì mình cho đậu này vào trong nồi á, mình đổ nước dừa vào mình nấu trước để cho nó mềm đi ha. Về phần nước dừa thì mình có chuẩn bị sẵn tới 3 trái đằng cả nhà. Thì nếu mà nó nhiều nước thì mình sử dụng 2 trái, còn nếu như mà ít nước thì 3 trái nó mới đủ với cái lượng mà đậu xanh với lại bí mình đã chuẩn bị ha. Bây giờ thì mình sẽ bắt đậu lên trên bếp mình nấu trước. Còn cái bí này thì bây giờ mình sẽ đi gọt vỏ rồi mình sắc hạt lựu nha. Bây giờ á mình chặt trước 2 trái dừa mình đổ vào trong cái nồi thì nó được bao nhiêu nước đây nè. Mình đổ đậu vào mình nấu một hồi để cho cái đậu này nó mềm, rồi khi đó mình thấy cái lượng nước nó thiếu bao nhiêu á thì mình sẽ đổ thêm dừa vào nữa nha. Cái bí á thì mình gọt vòng vòng xung quanh vậy nè, rồi mình chừa cái ruột này ra mình bỏ đi ha. Cái ruột này mình nấu thì mình ăn cũng được chứ không phải không được, nhưng mà nó cũng có cái hậu hơi chua chua đó cả nhà, cho nên là mình bỏ bớt thôi, nhưng mà nó vẫn còn cái ruột ở đây ha. Thì xong mình sắc ra cộng cộng như vậy nè, rồi mình trấn hạt lựu lại nha. Đó, mình sắc ra hạt lựu như vậy ha. Để khi nào cái đậu của mình mà nó chín rồi đó thì mình để cái này vào, tại vì bí này nó cũng mau chín lắm. Mình nấu nó sôi một hồi á, mình thấy đậu của mình nó cũng đã mềm rồi nè. Bây giờ thì mình cho thêm một trái dừa nữa vào ha. Thì tùy cái lượng dừa của mình ít hay nhiều thì mình cho nó vừa đủ để mình nấu nha cả nhà. Thì bây giờ mình còn một trái nữa mình đổ vào luôn ha, để mình để cái bí vào. Bắt đầu nó sôi lên thì mình cho cái bí và cái bột khoai bột bán vào luôn nha. Về cái phần cơm dừa thì bây giờ mình sẽ chẻ cái trái dừa này ra để mình lấy cái cơm rồi mình sắc mỏng mỏng ra nha. Cái cơm dừa nó như vậy là nó ngon lắm nè cả nhà. Nó không có quá cứng và nó cũng không có quá mềm ha. Như vậy thì mình ăn nó sẽ béo béo, nó sẽ ngon hơn. Thì nước nó sôi trở lại rồi mình cho hết cái phần bí này vào luôn nha cả nhà. Và cái bột khoai bột bán đó mình cũng cho vào luôn. Cho vào hết luôn nha. Xong thì mình đi sắc cái cơm dừa đó đó, mình sắc miếng mình để vào cho nó béo nó ngon nha. Tại ra mình nấu cái này á chủ yếu ăn cho nó mát cho nên là mình không có để cái phần nước cốt dừa vào. Nó sôi một hồi thì cái bí của mình nó cũng gần chín rồi, và cái bột khoai bột bán thì nó cũng đã mềm rồi. Thì mình lấy được bao nhiêu dừa đây nè cả nhà, rồi mình sẽ cho vào luôn nha. Mình lấy được một ít dừa hay mình để vào cho nó ngon nó béo á. Rồi,
sôi lên một chút nữa thì mình cho đường vào, nó tan đường ra hết một là được rồi ha. Bây giờ thì nó sôi lên, cái dừa mình để vào á nó cũng đã chín cái dừa rồi, thì mình cho hết cái phần đường vào đi. Mình cho hết cái phần đường phèn vào và mình để cho nó sôi cho đến khi nó tan hết cái lượng đường là cái nồi chè của mình đã được rồi. Thì khi mà cái nồi chè này á, bao nhiêu nguyên liệu đó mình sử dụng nửa ký đường phèn á, là mình nêm lại mình thấy nó rất là ngon luôn á, và nó rất là vừa ăn. Không có cần phải để thêm nữa đâu ha cả nhà ha. Còn nếu như mà cả nhà mà nấu á, mình thích ngọt hay gì đó thì mình sẽ điều chỉnh cái lượng đường lại nha. Nấu cái chè này á, ở nhà mà nếu mà mình có lá dứa cả nhà, mình bỏ vào trong đây vài cọng lá dứa nữa thì mình ăn nó sẽ thơm và mát hơn. Hôm nay do mình không có đi chợ đó cho nên mình không có mua được lá dứa, thì thôi ở nhà có cái gì mình nấu cái đó. Mà nếu như mà ở nhà mà mình có lá dứa thì mình bỏ vào thì ăn nó sẽ ngon hơn nữa nha. Bây giờ thì cái nồi chè của mình nó cũng đã tan đường hết rồi, thì mình tắt lửa và mình nhắc xuống đi ha. Mình múc ra ngoài cái tô. Nếu mà ai thích ăn nóng thì mình có thể ăn ngay tại bây giờ cũng được. Còn tốt nhất là mình nên bỏ vào trong ngăn mát của tủ lạnh á. Thì cái mùa hè nắng nóng này á, mình nấu cái nồi chè này mà mình bỏ vào trong ngăn mát của tủ lạnh á, mà khi nó lạnh lại á, mình ăn nó rất là ngon và nó cũng mát lắm cả nhà. Cái đậu xanh thì nó cũng mát rồi, cái bí xanh nó cũng làm cho mình mát nữa. Cái mùa này mình nấu cái này ăn á, thì nó rất là tốt cho sức khỏe ha. Bây giờ mình múc ra tô xong rồi, mình mời cả nhà cùng thưởng thức với mình nha. Đây là cái tô chè mình mới vừa thực hiện cùng với cả nhà xong ha. Nhìn nó rất là ngon luôn. Này mà mình cho vào trong ngăn mát của tủ lạnh á, thì nó lạnh lạnh nữa thì ăn thật là ngon luôn á cả nhà. Thì thôi, video của mình chia sẻ đến đây mình cũng xin kết thúc nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của mình ha. Nếu xem thấy hay và hữu ích á, thì nhớ cho mình một like và bấm đăng ký theo dõi kênh để xem tiếp những video sau của mình nha. Bây giờ thì xin chào tạm biệt. Bye bye.